nay phải hết hàng cho tôi. Mã này hôm nay phải hết hàng. Một đêm không ngủ bên anh. Em ơi mọi người ơi, set này đẹp điên chưa? Comment chữ mèo ạ. À. Nếu mà các chị cả... ơi, đẹp điên thì được. Khoan nhá, bình từ. Có 20 cái chân váy thôi này, các chị không mua là em qua nào. 90 cái gì mà sống chóc đùng đùng với các chị ơi. 92.000 đồng cái chân váy này. Đấy mà đó, các chị không mua là em qua này. Cái gì mà mèo vậy? Mèo đâu? Mèo đâu nhở? Ai thả con mèo vào đây à? Trời ơi. Các chị ơi, cái chân váy này 92.000 đồng mà các chị không mua là em qua đây nhá, nhanh này. 92.000. Ba điều cuối luôn, ba cái chân váy cuối cùng luôn. Cái này nó tiện lợi mặc daily với mặc hàng ngày á. Mặc đi đâu cũng được các chị ơi. Hoặc là cái này này các chị mua về phối với lại mấy cái áo thun của em cũng rất là xinh. Hoặc là mọi người mặc về áo quây, áo 2 dây, mặc đi biển, mặc ở nhà, mặc đi cà phê, cà pháo rất là thoải mái, gọi là mặc daily hàng ngày luôn. Phù hợp với tất cả mọi lúc, mọi nơi, phối với áo gì cũng hợp cả được cho các chị yêu. Con này thì lúc nãy đến giờ là Ngọc chỉ cho mọi người săn được khoảng tầm 20 điều cuối cùng thôi. Bây giờ Thắng ơi còn mấy con ấy? Hai con à hay là ba? Hai à? Hai, đúng hai con cuối thôi. Hai mà thanh toán cuối thôi, hết sạch rồi. Cái váy hoa màu đen không còn. Hết sạch rồi nè. Hai con cuối thôi, các chị ơi thanh toán nốt cho em qua nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 qua. Áo trắng có bán không? Rồi, bây giờ set của mèo thì comment chữ mèo lên view này. Mọi người ơi comment chữ mèo. Các chị ơi comment trên chữ mèo em lên view cái set của mèo nhá. Comment chữ mèo của em đi ạ. Ôi, cái set này thích thì comment chữ mèo cho em đi ạ. Từ từ, comment chữ mèo nếu mà thích set này nha. Set này là mọi người phải mặc cái form nó hơi hở rốn một tiểu. Em yêu lấy cái kia để che rốn. Cái này này, không có băng dính. Mọi người ơi, mèo là size cũng khác rồi. Nhưng mà cái này không bỏ vào được, anh yêu không có dán. Không có cái dán ở cái đây ấy. Có cái bông hoa lúc nãy đồ cho chị xin. Ừ. Đây, cho chị xin. Trời ơi. Cái thằng này còn giấu nữa. Ui, sập. Ghim cái set của mèo lên giúp em với ạ. Cái này nhá là mọi người chưa đúng không? Là mọi người phải mặc nó hơi hở rốn một tẹo nhá. Nhưng mà ở trên live thì mèo không có lộ rốn được này, mọi người nhìn này. Đẹp lắm nha, hai cái dây này là mình rút. Dây trên rút, dây dưới rút thì nó mới có cái form ôm ngực như thế này. Mặc vào nhìn baby lắm nha, mà cái chân váy này phối với một cái áo này phối với một cái chân váy ở bên dưới cũng rất là đẹp luôn. Chân váy khác cũng đẹp. Cái váy này kiểu dạng là cái váy voan nhá và nó có xếp ly tạo độ phồng bồng bềnh. 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 4 lớp luôn. Mà cái sự phối màu hồng với màu cam rất là nhẹ nhàng và tinh tế nha các chị nha. Rồi cả cái set này là rút được thì em vừa nói đó luôn. Dây trên rút, dây dưới rút là nó ôm ở bên trên ngực này, ôm dưới ngực cho mọi người luôn nha. Các chị ơi, giá hiện tại là chưa có deal bây giờ này. Cả nhà mình comment cho em chữ ok, đủ 100 chữ ok em tung đi con này được chưa? 100 chữ ok em tung đi con này liền, nhanh. Một cái mic của em đâu các chị nhỉ? Em yêu đeo đi. Anh yêu nó không ai nghe hả? Đây có cái mic này rồi. Cái mã này đang là mã 1 và mã 2 nha mọi người ơi. Bây giờ hiện tại là chưa có deal nha. Nhanh nào, gấp quá rồi. Anh ơi cái này là một mã hay là hai mã? Hai mã, mã 1 và mã 2. Một cái chân váy và một cái áo là hai cái mã khác nhau. Cái áo là Lana, còn cái váy là Selena nha. Tay áo kéo lên được nhé mọi người. Thấp. Kéo lên được này. Cái gì ạ? Cái Z.